Xin chào các bạn muốn stream game trên YouTube. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách stream game trên YouTube đơn giản, không có gì là vất vả cả. Đầu tiên, các bạn mở kênh YouTube mình lên. Ở trình quản lý video, các bạn ấn dòng sự kiện trực tiếp. Tại đây các bạn ấn sự kiện trực tiếp mới. Tiêu đề thì mình là hướng dẫn đi, hướng dẫn sự kiện. Hướng dẫn stream trên YouTube. YouTube. Hôm nay ngày giờ. Phần mô tả đây là phần thẻ. Các bạn ấn nhớ tùy chỉnh nha, ấn tạo sự kiện. Các bạn phải đợi một lúc. Xong, hình thu nhỏ này làm cái hình đại diện của các bạn ở bên ngoài cái video, nên có cũng được, không có cũng được. Ở đây các bạn nhấp chọn tùy chỉnh, chọn luồng, các bạn tạo luồng mới. Tên của các bạn là chim hướng dẫn hay gì gì đó. Chọn khung hình thì mạng mặn thì hãy chọn, còn mạng mình yếu thì mình chọn 360 thôi. Ấn lưng thay đổi. Sau đó khi chọn luồng mới rồi thì các bạn xuống đây, các bạn copy cái dòng này, sao chép, mở Open Broadcaster software lên. Phần cài đặt các bạn sẽ paste vào đây, chuột phải vào, paste vào đây, sau đồng ý. Tiếp theo là bạn quay lại phòng, rồi các bạn lên phòng điều khiển trực tiếp. Hiện tại là chưa có, giờ mình sẽ tiếp tục là bắt đầu stream. Thì các bạn hãy đợi một lúc để có tín hiệu truyền lên. Từ khoan, đây là lúc lại cách từ từ. Game hướng dẫn. Đây, mình sẽ copy cái này, copy sao chép. Để phần tự chế tiếp rồi, mình bắt đầu stream. Chú ý là ở đây là phải màu xanh thì mới được, mới thành công. Rồi đã màu xanh, các bạn đã thành công. Đây, trạng thái tốt, sức khỏe cực tốt. Xem trước. Các bạn xem trước rồi mới phát trực tiếp. Thì bao giờ các bạn thấy màu xanh nên là đã thành công rồi. Đợi tí. Bao giờ màu xanh là thành công thì bắt đầu phát trực tiếp. Nhưng mình mở lên và xem stream của mình rồi. Để cần sử dụng stream của mình. Theo kết thúc thì các bạn bắn ấn đấy là xong, stream của mình hiện ra đây như cách mà các chuyên nghiệp đã và đang làm. Rồi các bạn ấn ngừng phát trực tiếp. Ok, đã xong. Vâng,
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video hướng dẫn lần sau của kênh Lesson Channel.